Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng ta xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận bán kết 1 bóng chuyền hơi nữ khối 11 giữa hai đội 11A7 trong trang phục áo trắng sọc đen phía trước màn hình chúng ta và đội phía sân đối diện là lớp 11A6 trong trang phục áo hồng quần đen sọc trắng. Đây là hai đội được đánh giá là hai đội ứng cử viên vô địch của khối 11 bóng chuyền nữ. Chính vì vậy mà trận bán kết này có thể coi là trận chung kết sớm của giải. Đây là một trong những hoạt động thể dục thể thao của đoàn trường. Chào mừng ngành giáo Việt Nam. Vừa rồi thì trọng tài Hồ Chí Hiếu đã cho hai đội tiến hành thi đấu và điểm số đầu tiên đã thuộc về 11A7. 1-0. Tiếp tục là những pha xử lý bước 1 rất lỗi của 11A6 khi các vị trí trên sân đã không hiểu ý nhau. 2-0. Tiếp tục là một pha xử lý không tốt của vị trí libero 11A6 khi vận động viên này đã giật mình trước pha bóng của 11A7. 3-0. Theo thể thức thi đấu thì vòng bán kết này, các trận thi đấu bán kết này vẫn diễn ra một set 31 điểm. Hoàng Hảo vừa rồi đã có pha nhảy cao đẩy bóng về phía sân của A6, tuy nhiên bóng ra ngoài sân. A6 giành điểm số đầu tiên, 1-3. Rất tiếc là pha phát bóng không qua lưới. A7 vừa phát bóng. Trọng tài Hồ Chí Hiếu đã xử lý vận động viên số 9 Trang Trang. Đưa bóng không đúng kỹ thuật. A6 phát bóng. 2-4. Hai vị trí của A7 vừa tranh nhau và mắc lỗi chạm lưới, rất đáng tiếc. A6 phát bóng tiếp. 3-4. Hiện nay A7 đang là vận động viên sáng giá nhất ở chức vô địch. Tuy nhiên nếu như họ chủ quan và không có tinh thần thi đấu tốt trong trận này, rất có thể họ sẽ các vị trí trên sân của A6 không hiểu ý nhau, đứng túng tụm vào với nhau trong pha bóng vừa rồi, cho nên đã tranh nhau và không thành công trên bước 1. Tỷ số đang 5-3 rồi. Bóng không qua lưới. Các cổ động viên bên ngoài rất nhiệt tình thổi kèn cổ vũ cho hai đội, cả mâm cả kèn. Pha đánh bóng ra ngoài của A7. A6 phát bóng. 4-6. Tiếp tục là những pha xử lý rất lúng túng và lộn xộn trên sân, các vị trí sân của A6. Bóng không qua lưới. Tuy nhiên tiếc là pha phát bóng vừa rồi của A7, bóng ra ngoài sân. 5-7. Bóng ngoài sân. A6 phát bóng, chỉ còn một điểm nữa thôi là A6 sẽ san hòa tỷ số với A7, 6-7. Rất tốt, vẫn là Hoàng Hảo, vẫn là những cú bật nhảy rất mạnh trên lưới, vẫn là những pha xử lý rất gọn gàng của Hoàng Hảo. Bóng ngoài sân, và phát bóng bên ngoài sân rất đáng tiếc của A7. 7-8, A6 phát bóng. Không được, dù rất nỗ lực cứu bóng, tuy nhiên thì vận động viên của A6 đã không cứu được pha bóng vừa rồi. Hai vị trí của A7 vừa rồi đã không hiểu với nhau, nhường nhau, dẫn đến
xử lý bước 1 không thành công, bóng ngoài sân. Các cổ động viên của các đội đang cổ vũ giữa sáu rất nhiệt tình. 8-9, A6 vừa phạt bóng. Thúy Hằng lớp trưởng A7. A7 có một đội hình tương đối chất lượng khi tất cả các vị trí trên sân đều thi đấu khá ổn định và đồng đều. Điều đó giúp cho việc phòng thủ cũng như tấn công của A7 có rất nhiều phương án khác nhau. Và các vị trí thi đấu tốt thì cũng giúp cho các khoảng trống sân nhanh chóng lấp đầy. Và họ có những lợi thế nhất định trước A6. 11-8 rồi, hiện nay khoảng cách đã là 3 điểm. Rất tốt. Và tranh chấp trên lưới luôn chiến thắng luôn thuộc về Hoàng Hảo. Mỗi khi Hoàng Hảo bật nhảy thì vận động viên này gần như đã có thể ghi điểm cho A7. Và đội bước 1 vừa rồi của vận động viên A6 vào một tay, bóng ra ngoài sân. Những pha không phải cứu bóng mà đỡ vào một tay như vậy thì cũng rất khó để xử lý. 13-8, khoảng cách được nới rộng 5 điểm rồi. Với 5 điểm như này để san hòa được. Trước một đội bóng được đánh giá rất mạnh hơn nhiều so với đội hình của A6. Thì đó là một nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi với A6. 14-8. Vẫn là Hoàng Hảo, vẫn là những pha bật nhảy khá tinh tế và vẫn là những pha xử lý gọn gàng vào những vị trí trống trên sân, quan sát rất nhanh, điểm dừng trên không rất tốt và xử lý gọn gàng. 16-8 luôn. Như vậy khoảng cách hiện nay đã là 8 điểm, 16-8, và thầy Hồ Chí Hiếu đã cho hai đội đổi sân để thi đấu nốt nửa set còn lại. Phía trước sân chúng ta hiện nay chính là đội hình của đội lớp 11 A6 trong trang phục áo hồng, quần đen sọc trắng, và 11 A7 trong trang phục áo trắng, quần xanh đen sọc trắng đã chuyển sang phía sân đối diện. A7 phát bóng. Thầy Hồ Chí Hiếu, trọng tài của trận đấu, đang yêu cầu nhặt một số chai lọ mà vận động viên, cổ động viên đã vứt ra sân. 16-8. Thúy Hằng. Trọng tài Hồ Chí Hiếu vừa rồi đã bắt lỗi hai chạm của một vận động viên 11-6. 17-8, khoảng cách là 9 điểm rồi. Hoàng Hảo. Và đập bóng quá mạnh của Hoàng Hảo, bóng ra ngoài sân và không chạm bất kỳ vận động viên nào. 17-9. Không được. Xử lý với một khá lỗi của A7. A6 phát bóng. 10-17. Sau khi đổi sân thì A6 liên tiếp lên được một chuỗi 3 điểm rồi, rất ấn tượng. Các cổ động viên bên ngoài sân cũng đang cổ vũ tinh tình cho A6. Tiếp tục là pha để bóng ra ngoài. 4 điểm rồi, lên 4 điểm rồi. 12-7. Rất tốt. Thúy Hằng lớp trưởng A7 vừa rồi có pha đẩy bóng mạnh về phía cuối sân và đã ghi điểm rất dễ dàng cho A7. Bởi vì phía cuối sân là một khoảng trống rất lớn mà các vận động viên của A6 khi dồn hết lên phần lưới đã để lại. Đấy là một điểm yếu mà có thể khai thác rất tốt. Không được. Và đánh bóng khá điệu vừa rồi của A7, bóng đã ra ngoài sân. 18-13. 13-18. A6 phát bóng. Vẫn là khoảng cách 5 điểm, một khoảng cách tương đối là xa và an toàn đối với cả một đội hình khá mạnh như A7.
14-8. Khoảng cách đang rút ngắn dần nhỉ. Và phối hợp không tốt giữa Hàng Hảo và một vận động viên của A7. Vận động viên này là cái vẻ giật mình. Đẩy bóng ra ngoài. 15-18. Như vậy khoảng cách hiện nay đang từ 9 điểm xuống chỉ còn có 3 điểm nữa thôi. Vừa rồi thì trọng tài đã bắt lỗi Thúy Hằng, lớp trưởng A7 đã chạm lưới trong pha tấn công. 16-18. A6 phát bóng. Tiếp tục là pha lên điểm ấn tượng của A6, 17-18 rồi. Họ đã lên được 8 điểm rồi. Liên tiếp 8 điểm. Với khoảng cách bây giờ không còn là 9 điểm nữa, chỉ còn 1 điểm nữa thôi. A7 có vẻ đang tâm lý thôi. Sau khi bị A6 dẫn trước một số điểm thì các vận động viên của A7 đã bắt đầu gặp vấn đề về tâm lý. Hoàng Hảo vừa rồi đã có pha ném bóng không qua lưới. 18 đều. 9 điểm liên tiếp. Sau khi đổi sân, A6 đã ghi 9 điểm liên tiếp để gỡ hòa với A7. Và các vận động viên A7 đã bắt đầu tâm lý. Hai vận động viên của A7 vừa rồi đã xô vào nhau ngã trên sân. Với việc ngã trên sân như này thì A7 đang gặp vấn đề rất lớn về tâm lý. Bây giờ vấn đề của A7 là cần phải xin tạm dừng để cắt chuỗi lên điểm của A6. Sau đó là củng cố lại đội hình để thi đấu tiếp. Chứ nếu thi đấu với một cái tâm trạng như này thì rất dễ để có thể mất tiếp điểm. Không được. Ngay cả những pha đập bóng của Hoàng Hảo cũng không còn thanh thoát và hiệu quả như những thời điểm trước. 20-18 rồi. A6 đang dẫn trước 2 điểm. Không được. Pha đẩy bóng không qua lưới của A6. Như vậy A7 đã cắt được chuỗi lên điểm tới 11 điểm của A6 rồi. 19-20. Không được. Một pha ném bóng trong một tâm trạng không tốt của Hoàng Hảo, bóng đã ra ngoài sân. Hoàng Hảo hôm nay có vẻ như đang tâm lý không tốt, đang ức chế. Các vận động viên của A7 đang trong một tâm trạng khá ức chế, mà với những khuôn mặt này có vẻ hầm hè rất nhiều, cau có hơn và thái độ thi đấu có vẻ như là đầy bực tức. Chính vì thế mà họ đã có những pha xử lý không tốt và không hiệu quả như thời điểm trước đây, khi họ đánh với một tâm trạng thái tốt hơn thì cách thi đấu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục là một pha mắc lỗi chạm lưới của A7. A6 ghi điểm 22-19. Đã tưởng như rằng A6 sẽ dễ dàng thua A7 khi mà khoảng cách giữa họ đã là 19 điểm trước khi đổi sân. Tuy nhiên bây giờ họ đang dẫn trước rồi. 23-19. Họ đã ghi một mạch mười mấy điểm liên tiếp và bây giờ lại tiếp tục nối dài khoảng cách của mình. Không được. Lớp trưởng của 11A7 đang xin thay người. Tuy nhiên các vận động viên của 11A7 có vẻ như không hài lòng đối với quyết định này. Việc thay người thì đã xong và thầy Hồ Chí Hiếu đã cho trận đấu tiếp tục. 24-19. Xin hội ý. Như vậy thì 11A7 xin tạm dừng hội ý. Như vậy trọng tài Hồ Chí Hiếu đã cho hai đội trở lại sân thi đấu sau 30 giây hội ý của 11A7. Hiện nay thì trước khi hội ý thì 11A6 đang tạm dẫn trước A7 với tỷ số 24-19 và A6 giành quyền phát bóng. Hai vị trí trên sân của A7 rồi đã tranh nhau. Hoàng Hảo và Thúy Hằng đã tranh nhau. Có vẻ như Hoàng Hảo đang rất ức chế.
khi mà đội nhà bị dẫn điểm với một khoảng cách rất xa, 25-19, 6 điểm rồi. Cũng chỉ còn 6 điểm nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc. Thúy Hằng với một tâm trạng bực tức đã đánh một pha bóng khá mạnh, bóng ra ngoài sân. 26-19. Tiếp tục là một pha xử lý không tốt của A7. 27-19. Khoảng cách đang tiếp tục nới rộng. A6 đang đi dần với chiến thắng rồi. Bóng không qua lưới. A7 đã giành quyền phát bóng. 20-27. Các vị trí sân của A7 đang ức chế và đang mâu thuẫn với nhau. Vừa rồi là pha nhường nhau rất đáng tiếc của hai vị trí trên sân A6. 21-27. Chỉ còn 4 điểm nữa. Không được. Bây giờ là đến lượt A7 đang lên điểm rồi. 22-27. Khoảng cách rút ngắn còn 5 điểm. Trận đấu còn tới 4 điểm nữa mới kết thúc. Cho nên hai đội cần phải đều nỗ lực rất nhiều. Đến lượt A6 gặp vấn đề về tâm lý sau khi để A7 lên một chuỗi điểm, 4 điểm liên tiếp. A6 xin tạm dừng hội ý. Như vậy đã hết 30 giây hội ý của 11-6. Trọng tài hồi chiếu đã cho hai đội trở lại sân thi đấu. 23-27. Bóng ngoài sân. Các vị trí trên sân của A7 hiện nay vẫn đang khá căng thẳng và ức chế. Lâu lắm rồi chúng ta chưa nhìn đến nụ cười và sự hào hứng trên khuôn mặt của các vận động viên A7. Và điều đó đã dẫn đến cái sự nặng nề trong đôi tay cũng như trong cách di chuyển của họ trên sân. Một số cổ động viên A7 đang hâm nóng bầu không khí cho đội nhà, cho đồng đội bên trong. 24-28 rồi. Bóng rơi tự do trên sân. Rất đáng tiếc cho A7. 29-24. A6 phát bóng. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi là A6 sẽ kết thúc trận thi đấu với phần thắng nằm trong tay của mình. Và xử lý lỗi của Thúy Hằng. Vừa rồi Thúy Hằng lớp trưởng A7 đã tranh chấp với vận động viên phía dưới trong pha bóng này rất đáng tiếc. Và set point của set thi đấu đã thuộc về A6, 30-24. Như vậy phần thắng đang nằm trong tay của A6 rồi. A7 đang vẫn nỗ lực là kiên cường thi đấu để với hy vọng san hòa tỷ số. Tuy nhiên với 5 điểm nữa, trong khi A6 thì cần 1 điểm thôi đã chiến thắng rồi. Đây cũng là một nhiệm vụ rất khả thi. Các vị trí trên sân của A7 vừa rồi đã không hiểu ý nhau và bóng rơi tự do. Như vậy thì 11-6 đã giành chiến thắng cho A7 với tỷ số 31-25 và họ là đội đầu tiên sẽ có mặt trong trận chung kết của bóng chuyền hơi nữ khối 11. Chúng ta sau đây sẽ theo dõi trận bán kết thứ hai. Xin chào và hẹn gặp lại.